Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát khi đang có mặt tại thủ đô Tehran để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trang tin Nur News của Iran cho biết vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh diễn ra vào khoảng 1 giờ 45 phút đêm ngày 30 tháng 7, rạng sáng ngày 31 tháng 7, khi ông đang nghỉ tại một khu nhà dành cho các cựu chiến binh ở thủ đô Tehran, Iran. Nguồn tin cho hay tòa nhà đã bị không kích bởi một loại vũ khí dẫn đường. Ngoài ra thì chưa có thêm chi tiết về vụ ám sát. Giới chức Iran và phong trào Hamas đã lên án vụ tấn công, đồng thời tuyên bố sẽ tìm ra thế lực chịu trách nhiệm. Các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở thị trấn Southport vào đêm ngày 30 tháng 7 theo giờ địa phương, khi hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát sau vụ tấn công bằng dao khiến cho 3 bé gái thiệt mạng. Đám đông tụ tập bên ngoài của một nhà thờ Hồi giáo, ném gạch đá và pháo hoa vào cảnh sát. Trong bối cảnh những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cáo buộc cảnh sát không thông báo đúng sự thật về lý lịch và động cơ của nghi phạm. Một xe cảnh sát đã bị đốt trong khi một số cảnh sát bị thương. Bạo lực bùng phát chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Nội vụ Anh cảnh báo có sự kích động gây chia rẽ theo sau nhiều đồn đoán không chính xác trên mạng xã hội về danh tính của kẻ tấn công và động cơ đằng sau vụ tấn công. Vị bộ trưởng này đồng thời cho biết một số cá nhân đã lợi dụng vụ việc để gây bạo lực và mất trật tự công cộng. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra khẩn trương tại bang Kerala của Ấn Độ sau trận lở đất kinh hoàng khiến cho ít nhất 150 người thiệt mạng, hàng chục người khác vẫn đang mất tích trong đống đổ nát. Một ngày sau khi thảm họa xảy ra, lực lượng quân đội, cảnh sát và tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người sống sót và đưa các nạn nhân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và thời tiết xấu khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục công tác cứu hộ. Chúng tôi lo ngại rằng sẽ có nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập và chúng tôi đang nỗ lực giải cứu họ. Nhiều người đã mất đi người thân, nhà cửa và tài sản trong trận lở đất. Đồng thời, họ cũng đang trong tình trạng cần được hỗ trợ khẩn cấp về thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi ở. Hơn 3.000 người đã được chính phủ di rời khỏi khu vực đến 45 trại cứu trợ tại bang Kerala. Theo chính quyền bang Kerala, trận lở đất nửa đêm 30 tháng 7 là thảm họa tồi tệ nhất ở bang này kể từ trận lũ lụt lớn làm thiệt mạng gần 400 người vào năm 2018. Tại nhiều nơi trên thế giới, các đám cháy rừng đang diễn ra với quy mô lớn và ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha dự báo nhiệt độ ở nhiều nơi trên cả nước sẽ vượt qua 40 độ C trong ngày hôm nay, 31 tháng 7. Tình trạng nắng nóng cực độ này làm tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha vừa cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao ở phần lớn khu vực phía đông đất nước. Tại Cuenca, hai thị trấn đã bị phong tỏa để bảo vệ cư dân khỏi khói độc. Ở tỉnh Alicante, khoảng 300 người dân đã được sơ tán. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy tại các tỉnh Cuenca và Alicante. Gió mạnh có thể cản trở nỗ lực dập tắt các đám cháy. Còn tại Mỹ, một đám cháy rừng quy mô lớn tại miền Bắc Colorado, được gọi là đám cháy núi Alexander, đã bùng phát nhanh chóng vào cuối ngày 30 tháng 7, buộc chính quyền phải ra lệnh sơ tán bắt buộc trên diện rộng. Theo báo cáo của The Denver Post, đám cháy ở quận Larimer đã lan rộng lên tới hơn 2.000 hectare và vẫn chưa được kiểm soát. Đám cháy nằm cách thành phố Denver khoảng 160 km về phía Bắc. Để đối phó với tình hình nguy cấp, hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đang nỗ lực hết sức để kiểm soát đám cháy và đảm bảo an toàn cho người dân. Chuyển sang các thông tin liên quan đến Olympic Paris 2024. Vào sáng nay ngày 31 tháng 7, ba môn phối hợp nữ đã diễn ra thành công trên sông Seine bất chấp những lo ngại trước đó về ô nhiễm nguồn nước. Sự kiện này không chỉ là một thành công về mặt thể thao mà còn là minh chứng cho những nỗ lực của chính quyền Paris trong việc cải thiện chất lượng nước sông Seine. Từ sáng sớm, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về hai bên bờ sông để theo dõi cuộc thi, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy hứng khởi. Nhiều người đã phải đứng trên các cột đèn hay bục cao để có thể quan sát tốt hơn. Tôi thật sự rất háo hức được xem cuộc đua. Chúng tôi đang cố gắng quan sát đường đua của môn bơi thật kỹ. Chúng tôi không biết liệu nước sông Seine có đủ sạch để các vận động viên có thể thực hiện các môn thi hay không. Nhưng cuối cùng thì hôm nay các môn thi đã diễn ra. Điều này rất tuyệt.
Đối với người dân Pháp, niềm vui đã nhân đôi khi vận động viên nước chủ nhà Cassandre Bugan đã xuất sắc giành huy chương vàng, mang về tấm huy chương Olympic đầu tiên cho Pháp ở nội dung cá nhân 3 môn phối hợp. Đây hứa hẹn sẽ là một di sản quan trọng của kỳ Olympic này, mở ra cơ hội để người dân có thể tắm và bơi trên dòng sông Seine trong tương lai.